Chào mừng quý nhà đầu tư đến với bản tin Morning Note sáng ngày 22 tháng 6 năm 2020 do công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam thực hiện. Chủ đề ngày hôm nay, chú ý xu hướng ở từng cổ phiếu BMP, HSG, VHC. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin diễn biến thị trường thế giới. Tâm lý lo ngại về dịch bệnh đã tác động tiêu cực lên diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ. Các bang tại Mỹ tiếp tục thông báo về số ca nhiễm bệnh tăng cao, nhóm cổ phiếu ngành công nghệ vẫn dẫn dắt đà tăng của thị trường. Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng nhẹ và đồ thị giá tiến sát với mức đỉnh ngắn hạn. Xu hướng ngắn hạn của chỉ số này vẫn duy trì mức giảm và đồ thị giá trong giai đoạn tích lũy. Chúng tôi cho rằng thị trường không có thông tin hỗ trợ quá nhiều trong giai đoạn hiện tại, cho nên thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn. Giờ đây là diễn biến các quỹ ETF. Quỹ F1 VFVN30 bị rút ròng hơn 15 tỷ khi tỷ lệ premium của quỹ này đang là 1.03%. Quỹ FU EVFVND được bơm ròng 7 tỷ đồng vô chứng chỉ quỹ khi tỷ lệ premium của quỹ này đang là 0.63%. Về diễn biến thị trường Việt Nam, khối ngoại có tuần giao dịch đột biến. Nhờ vào lượng giao dịch đột biến từ cổ phiếu VHM, giá trị mua ròng hơn 15.269 tỷ, khối ngoại đã có tuần mua ròng đột biến với hơn 14.725 tỷ trong tuần 15 đến 19 tháng 6. Khối ngoại tiếp tục mua ròng vào các chứng chỉ quỹ ETF mới trong tuần qua. Cổ phiếu ngày hôm nay, BMB, HSG, VHC. Mức top rating của BMB ở mức 93 điểm, cho nên chúng tôi duy trì đánh giá tích cực mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19, quý 1 của BMB có triển vọng tích cực với tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 9.5% và 12.4% so với cùng kỳ. Chúng tôi kỳ vọng BMB sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở những quý tới nhờ hưởng lợi từ đà giảm của giá dầu và sự hồi phục của thị trường bất động sản trong quý 3. Đồ thị giá của BMB vượt mức đỉnh ngắn hạn với khối lượng giao dịch tăng đột biến với mức khối lượng trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và xu hướng ngắn hạn được nâng lên mức tăng. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua với BMB, giá khuyến nghị 54. Xu hướng ngắn hạn và xu hướng trung hạn đang là xu hướng tăng với mục tiêu ngắn hạn là 63.09, tương đương upside ngắn hạn so với giá hiện tại là 16.83%, mức cắt lỗ ngắn hạn 50.84, tỷ lệ lãi lỗ trung bình 2.83, thời gian nằm dưới dự kiến 20 phiên, tỷ trọng giải ngân tối ưu 24.15%. Cổ phiếu tiếp theo, HSG. Mức top rating của HSG ở mức 99 điểm, cho nên chúng tôi vẫn duy trì đánh giá tích cực mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Kết thúc quý 1 năm 2020, HSG hoàn thành 21% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Giá HRC đang ở mức thấp, giúp HSG cải thiện biên lợi nhuận gộp. PE của HSG đang ở mức 7.9x, thấp hơn mức PE trung bình ngành là 11.3x. Đồ thị giá vượt mức đỉnh ngắn hạn 11.8, đồng thời đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và xu hướng ngắn hạn nâng lên mức tăng. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HSG, giá khuyến nghị 11.9, xu hướng ngắn hạn và xu hướng trung hạn đang là xu hướng tăng. Mức mục tiêu ngắn hạn 13.99, tương đương với upside ngắn hạn so với giá hiện tại là 17.57%, mức cắt lỗ ngắn hạn 11.16, tỷ lệ lãi lỗ trung bình 3.17. Thời gian nằm giữ dự kiến 19 phiên. Tỷ trọng giải ngân tối ưu 28.89%. Cổ phiếu cuối cùng, VHC. Mức top rating của VHC ở mức 87 điểm, cho nên chúng tôi duy trì đánh giá tích cực mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Kết thúc quý 1 năm 2020, VHC hoàn thành 20% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Tăng trưởng của VHC được kỳ vọng khả quan hơn nhờ vào hiệp định EVFTA sẽ có hiệu lực kể từ tháng 8 năm 2020. Ngoài ra, VHC cũng có kế hoạch đẩy mạnh cả 3 thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro phụ thuộc và rủi ro từ nguồn cầu không ổn định do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19. Đồ thị giá của VHC tăng về gần vùng đỉnh cũ và đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, cho thấy khả năng vượt đỉnh 40.8 được đánh giá cao. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức giảm lên tăng. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu này với giá khuyến nghị 38.25, xu hướng ngắn hạn và xu hướng trung hạn đang ở mức tăng. Mục tiêu ngắn hạn 43.75, tương đương upside ngắn hạn so với giá hiện tại là 14.38%. Mức cắt lỗ ngắn hạn 35.84, tỷ lệ lãi lỗ trung bình 2.74, thời gian nằm dưới dự kiến 15 phiên, tỷ trọng giải ngân tối ưu 12.87%. Về quan điểm thị trường ngắn hạn, chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục duy trì đà hồi phục trong phiên giao dịch đầu tuần và chỉ số VN Index có thể sẽ kiểm định mức kháng cự 882.82 điểm của hệ thống xu hướng.
Đồng thời dòng tiền vẫn ở mức thấp và trạng thái đi ngang có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn. Tâm lý nhà đầu tư cải thiện tích cực nhưng vẫn ở giai đoạn bi quan. Điểm tích cực của chúng tôi đánh giá là dòng tiền tiếp tục dịch chuyển giữa các nhóm cổ phiếu và trạng thái đi ngang duy trì trong vài phiên tới khi nhiều khả năng thị trường có thể sẽ dần kết thúc đà giảm trong ngắn hạn. Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức giảm xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số chính với mức kháng cự 882.82 điểm của chỉ số VN Index và 118.25 điểm của chỉ số HNX Index. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường hoặc có thể xem xét giải ngân với tỷ trọng thấp ở các cổ phiếu đã quay trở lại đà tăng ngắn hạn. Theo đồ thị tuần, chúng tôi kỳ vọng thị trường có thể quay trở lại đà tăng trong tuần giao dịch tới. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư trung hạn nên duy trì vị thế mua và nắm giữ. Dưới đây là danh mục khuyến nghị ngắn hạn được chúng tôi update hàng ngày. Quý nhà đầu tư có thể theo dõi và lựa chọn cho mình những cổ phiếu phù hợp nhất. Vâng, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong bản tin Morning Note sáng ngày 23 tháng 6 năm 2020. Chúc quý nhà đầu tư thành công!